Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn ạ. Hôm nay thì team của Hà đang có mặt tại khu vực lô đất này, đang hoàn thiện với những cái thủ tục để là làm bàn giao sang tên cho khách hàng. Đó, thì vừa rồi thì công ty thì có mời những anh địa chính xuống để làm những cái thủ tục đo đạc, bàn giao cái mặt bằng đất cho đúng với cái hiện trạng và đúng cái thửa đất đã được quy định ghi trên sổ đỏ và có trên hệ thống đất đai của địa chính. Đó thì là đây là cái công việc và cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đi mua một mảnh đất, một khu đất thì cái việc mà bìa đỏ thì rất là rõ ràng rồi. Thế tuy nhiên mà trên thực tế đó thì có những cái công trình xây dựng hay là những cái mốc ranh giới mà nó hiện tại nó chưa còn phù hợp nữa, hoặc là có thể là hàng xóm này xây sang hay lấn sang như nào đó, thì cái việc mà thực hiện đo đạc lại để xác nhận lại cái khu đất mà mình mua nó là cực kỳ quan trọng, tránh cho cái việc và rủi ro chúng ta mua không đúng cái thửa đất này, vị trí thửa đất không đúng, hoặc là đất này đang xảy ra tranh chấp về mặt ranh giới rồi là pháp lý. Đó thì cần phải có một cái sự chứng kiến và cái sự xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương. Đó, và tốt nhất là chúng ta sẽ mời cái địa chính của khu vực và xác nhận bằng văn bản để làm sao mà chúng ta có được cái sự yên tâm nhất khi và an toàn và khi thực hiện một cái giao dịch đất đai, bởi vì đây là một cái tài sản rất là lớn. Đó thì đấy, thì nói qua về cái việc pháp lý và trước khi mà chúng ta mà thực hiện giao dịch một cái mảnh đất, thì đây là cái khu đất mà khách hàng vừa mới có thể là vừa đấy mua được một cái khu đất này. Thực sự là theo đánh giá của Hà, đây là một cái mảnh đất rất là đẹp. Đó thì cái chiều dài của nó lên tới là chiều ngang 9m và chiều sâu ấy thì nó chỉ có hơn 10 mấy mét thôi. Nó cực kỳ tiện, nếu mà chúng ta để nguyên mà xây một cái nhà biệt thự hoặc là chia đôi để làm xây hai ngôi nhà thì nó đều hoàn toàn là phù hợp. Đó thì hôm nay thì thời tiết là cũng khá là mưa thì cũng tranh thủ một chút tạnh một chút đây thì cũng quay cho quý vị các bạn xem. Đó thì là cái thửa đất đã được làm đẹp và san lấp đầy đủ rồi để làm sao mà thuận tiện nhất cho cái việc mà khi mà khách hàng đó, thửa đất thì đã được san lấp rất là đẹp, làm sao mà thuận tiện nhất cho khách hàng khi mà cần những cái việc mà liên quan đến việc mà xem lại khu đất này, thực sự nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hoặc là khi mà khách nào mua đến xem thì nó cũng sẽ cảm thấy là ưng, bắt mắt hơn. Trước đây thì xung quanh này nó là cái khu vực cái tường bao, chúng ta không thể nhìn được vào bên trong. Nhưng bây giờ thì bên phía công ty của Hà thì đã dọn dẹp sạch sẽ đó, cho máy xúc vào san bằng. Đó thì vừa rồi thì máy xúc thì có làm hư hại một chút về cái hệ thống rãnh thoát nước, cho nên là vừa rồi là cũng có nhờ các anh các chú để trả lại cái hiện trạng cho người dân ở trong xã, làm sao mà tránh cái việc mà khiếu nại và cái việc mà nó không hài lòng của mọi người sau này. Đó thì đây là cái công tác cực kỳ quan trọng nhá, bởi vì chúng ta khi mà chúng ta thực hiện những giao dịch liên quan đất đai đấy thì chúng ta cũng không phải rất là tôn trọng những cái và của phường, của xã, của thôn, rồi là những cái hiện trạng nguyên bản như nào chúng ta phải giữ nguyên cái hiện trạng như vậy đó, và thậm chí là phải là làm sao là làm đẹp lên, thì tránh cái việc mà sau này mà những cái mà hàng xóm mà có những cái điều tiếng nó không hay về cái mảnh đất này thì thực sự là rất là khó giao dịch và rất là khó trong cái việc mà mua bán sau này của chủ đất. Cho nên là chúng ta cũng một cái việc rất là nhỏ thôi. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lưu ý. Đó thì vừa rồi là chia sẻ ngắn, gọi là một cái kể một cái câu chuyện thôi về một ngày làm việc của công ty Hà. Thì mọi người có thể là theo dõi thêm những cái video tiếp theo. Hà vừa chia sẻ những cái quá trình làm việc, vừa chia sẻ những cái kinh nghiệm làm sao mà chúng ta thực hiện giao dịch mua bán một cách an toàn và đạt được lợi nhuận cao nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.